quý bà con, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu hệ thống tưới ken trái sầu riêng và bưởi được công ty Việt Đắk Nông thực hiện tại Đắk Nông. Diện tích vườn này được là chia thành 3 hecta và chia làm 6 lần tưới. Đây là bán kính nhỏ của cây khi tưới dùng bếp AQ 206 95 lít này. Đó, chúng ta cắn vào đây, đây khởi thủy. Đây là khu A thì khoảng cách cây với cây là 5m và bơm thì là 5 ngựa, nên chúng tôi đang sử dụng cho cái 95 lít. Thì đây là đường ống chính, chúng tôi dùng đường 60 PVC và tới đó chúng tôi dùng LDPE 20 kết nối với dây 46 để tạo ra một bộ bếp đang quay đây. Đó. Thì đây là vị trí cao nhất mà nước nó đã quay, đang quay rất là ok. Và tại vị trí này thì cách trạm bơm khoảng tầm 200m. Đó. Thì chúng tôi sẽ đi xuống cánh dưới của vườn. Đây, bà con đi từ đây xuống dưới kia thì nó đang chạy cho được khoảng tầm là 20 cái bếp. Đó, thì đấy, đi theo nước nó vẫn ok nha bà con. Đó. Nên chúng tôi mới, anh em mới bật có 10 phút thôi. Đó. Cái bữa cực kỳ ok. Tưới này là ngon rồi đúng không anh? Đúng rồi. Đó. Đây, đây là những cái điểm về cuối cùng. Nếu sử dụng những sản phẩm không bù áp thì về cuối này thì bà con sẽ gặp tình trạng là sẽ không đủ nước hoặc là nước đầu sẽ nhiều hơn cuối. Nhưng ở đây nước rất là đều nhau nha. Đây, tôi sẽ ngồi với cây cuối vườn cho bà con thấy này. Đây, đó, nước nó ra rất là đều.